Cuối tháng 8, ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và một số tập đoàn nổi tiếng trên thế giới vừa tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng và kết nối giao thương với tập đoàn Walmart, Central và tập đoàn Aeon trong sản xuất, mua hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu, đưa hàng hóa thương hiệu Việt Nam có mặt trên kệ các siêu thị các tập đoàn phân phối lớn trên thế giới. Hội thảo với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp trong các ngành hàng thực phẩm như gia vị, trái cây, đặc sản vùng miền, cà phê, chè, dệt may, da giày, cùng ngân hàng và các chuyên gia về logistics. Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu châu Mỹ, đơn vị chủ trì đề án của Bộ Công Thương cho biết, đây là hoạt động quan trọng hướng tới doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với mục đích nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp với bộ phận mua hàng của các tập đoàn phân phối lớn, kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng để tìm kiếm giải pháp hỗ trợ tài chính cho quá trình sản xuất thực hiện đơn hàng cho các tập đoàn phân phối quốc tế. Hội thảo được tổ chức với hình thức thiết thực đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp. Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho những doanh nghiệp quan tâm nhưng chưa sẵn sàng đưa hàng vào các hệ thống phân phối nước ngoài, và phần kết nối doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp đã có hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các hệ thống phân phối có cơ hội trực tiếp gặp gỡ nhân sự mua hàng để giới thiệu, chào bán sản phẩm của mình.